Tâm Việt xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau và Tâm Việt cảm thấy rất là biết ơn khi cả nhà xem video. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sản phẩm giúp cho chiếc loa của chúng ta sẽ trở nên cao cấp hơn, hay hơn, tuyệt vời hơn. Tuy nhiên nó mang tính chất không phải là tuyệt đối mà nó còn phụ thuộc vào gu nghe của từng người, phụ thuộc vào sản phẩm loa của chúng ta xịn tới cỡ nào, và tiếp theo là nó phụ thuộc vào cái độ tương thích, gọi vậy cho chúng ta dễ hiểu ha. Rồi, mình sẽ giới thiệu thẳng luôn. Đây là sản phẩm Mixer Mini Yamaha G4 nè. Đây, chúng ta sẽ thấy nhiều người sẽ nói là nó là của Nhật Bản, nhưng mà thực ra là mình, góc độ kinh nghiệm của mình thì nó không phải đâu ha. Này thì Trung Quốc sản xuất thôi, còn không biết là có phải của Yamaha thật hay không. Nhưng mà thực ra với cái mức giá tầm 1,5 triệu như thế này thì chúng ta cũng không cần quá quan tâm tới vấn đề đó. Cái mà chúng ta cần quan tâm trong video này đó là tác dụng nó mang lại là như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích và cùng đánh giá nhé. Không có nhìn sơ qua thì cả nhà chúng ta có cảm thấy đã mắt với cái này hay không? Chúng ta sẽ cảm thấy tò mò. Riêng bản thân mình khi đầu tiên mình nhìn thấy cái này thì mình cảm thấy tò mò là trước hết ha. Nhìn rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu ha. Có vẻ như là mang một cái tính chuyên nghiệp nhỏ nhỏ nào đó. Giống như là gắn vào thì nó có vẻ hơi xịn sò hơn cái gì đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực tế xem như thế nào nha. Bộ này thì chúng ta sẽ thấy là nó gồm 2 micro UHF, nhìn rất là đẹp ha. Mình thấy so với mức giá thì như vậy khá rẻ ha. Có khả năng điều chỉnh được tần số, là bằng kim loại hoàn toàn nha. Chất sơn nó nhám, rất là xịn, dày và cầm chắc tay, sướng, mát tay ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một cái micro như thế này. Chúng ta sẽ có một dây AV để kết nối với loa. Và chúng ta sẽ có một cái dây sạc giống như dây sạc điện thoại. Rất tiếc là bộ này sẽ không tặng cho chúng ta cái cốc. Đây, cái cốc này nè. Không có tặng cho chúng ta nha. Nếu mà muốn chúng ta phải tự dùng cốc của mình. Cái này thì nó có thể kết nối với một số mẫu loa kéo bằng cách là chúng ta sẽ cắm vào cái cổng USB này. Nhưng mà sẽ có một số loa cắm vào không được, chúng ta sẽ phải cắm với điện trực tiếp. Chức năng chính của mixer này đó là giúp cho cái những cái loa kéo nào mà chúng ta không thể chỉnh được bass chép của micro, hoặc là cái hiệu ứng của nó dở quá thì chúng ta có thể điều chỉnh được ở trên đây, rất là chuyên nghiệp. Chẳng phải dành cho những chiếc loa kéo nào mà có chỉnh được nhưng mà cái biên độ hiệu ứng của nó kém, âm thanh nó chất lượng kém, thì chúng ta thêm cái này vào nó sẽ nâng cao chất lượng lên. Hoặc những ai vô tình mà chúng ta làm mất đi cặp micro đó, và sẵn tiện thì chúng ta nâng cấp luôn, như vậy cho ngon lành. Hoặc là những ai mà chúng ta cảm thấy không hài lòng về chất âm của bộ micro loa hiện tại mà mình mua, sử dụng một thời gian dài rồi nó xuống cấp, ví dụ như vậy nhà hàng, nói đơn giản lại là chúng ta muốn nâng cấp lên. Nâng cấp bao gồm cả chất âm của nhạc và cả chất âm của micro, cũng như là độ hút và độ chống hú luôn cả nhà nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giới thiệu cho cả nhà sơ qua về cái chức năng trên cái mixer này. Thì chúng ta sẽ cắm cổng nguồn bằng cái nút phía sau ở đây. Rồi, trên đây chúng ta sẽ có cổng line in out ha. Nó sẽ có một line 1, line 2, 3, 4 ở đây. Rồi, chúng ta sẽ có cái nút điều chỉnh đây. Chúng ta sẽ điều chỉnh micro ở đây. Rồi, đây là 2 ha. Đây là 3, nó phân ra thôi. Line 3, 4 ở đây. Ở đây thì chúng ta điều chỉnh nhạc ở đây nha. Nói chung ở một cái line như thế này, âm lượng nhạc này, ganti là độ lớn cộng hưởng ha, điều chỉnh repeat và delay là chúng ta điều chỉnh ở đây. Rồi, tăng thêm, đây là chức năng live stream ha, cắm vào đây. Còn đây là màn hình LED để chúng ta điều chỉnh chế độ Bluetooth, cắm USB. Nó đầy đủ chức năng. Gần như là khi chúng ta cắm cái này vào loa thì nó sẽ thay thế cho cái bo mạch của loa luôn. Gần như là như vậy cả nhà ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ thử với mẫu loa này để chúng ta cùng cảm nhận như thế nào. Tại vì có thể cả nhà cũng đang chờ đợi điều đó rồi đúng không ạ? Rồi, mình đã cắm vào. Vậy bây giờ chúng ta không chỉnh trên loa này nữa, chúng ta không chỉnh Bluetooth trên này, mà chúng ta sẽ phải kết nối Bluetooth với cái này. Đây, chúng ta sẽ thấy là mình có nút mò đây, bấm một cái là nó chuyển qua chế độ Bluetooth và nó nháy ha. Đó, và chúng ta sẽ kết nối. Mình có kết nối sẵn với cái điện thoại này rồi, nên là khi mình mở lên thì nó tự động luôn cả nhà, nó tự động kết nối lại á, BT36.
Rồi bây giờ mình sẽ thử mở nhạc cho chúng ta xem. Mình sẽ mở nhạc ghim thể hình đi. Vậy. Đây, cả nhà chúng ta sẽ thấy là chúng ta đầu tiên là cả nhà sẽ phải bấm vào đây nha. Đó. Chúng ta sẽ thấy là cái chất âm nó khác này. Đó. À, khi mà chúng ta bấm vào đây á, thì chúng ta điều chỉnh ở trên này. Còn khi mà chúng ta nhấn để nó nhả ra á, thì nó sẽ trở về nguyên dạng là điều chỉnh ở trên loa. Đó, cả nhà hiểu không ta? Có nghĩa là khi bấm vào thì chúng ta mới sử dụng là đúng ở trên này, còn không bấm vào thì nó vẫn là điều chỉnh trên loa cả nhà nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thấy nè. Ở đây chúng ta có ganh ti. Vậy thì điều chỉnh cái nút này hết cỡ không có nghĩa là âm lượng nó đã hết cỡ, mà chúng ta phải điều chỉnh cái này hết cỡ nữa thì nó mới hết cỡ. Đó là ăn ganh ti cộng hưởng á, hai cái âm lượng cộng hưởng ha. Rồi, chúng ta sẽ điều chỉnh chép ở đây và bass ở đây. Ok. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cái chỗ micro. Thật ra là nó hay hay dở thì nó tùy thuộc vào cái gọi là cái chất âm của loa ha, nên là chúng ta không thể nào nói là full toàn bộ được. Nhưng mà phần đông thì đây là sản phẩm giúp cho cái loa kéo của chúng ta hay hơn và tuyệt vời hơn, nhất là những dòng giá rẻ và những dòng đã gọi là sử dụng thời gian chất lượng nó đi xuống rồi. Alo, 1, 2. À, hiện tại là đã vào rồi nha, mở lên một hồi nữa mới vô. Chúng ta đang alo ở trên loa này. À, ở đây chúng ta sẽ điều chỉnh ở cái line 1 ha. À, chép đây, chép là HF, bass là LF ha. Rồi, chúng ta sẽ để mình tắt nhạc đi. Rồi, ở đây chúng ta cũng điều chỉnh tương tự bên này ha. Để điều chỉnh âm lượng của micro thì nó cũng có hai nút là nút volume và nút gain. Mở hết cỡ hai cái này thì nó mới là âm lượng hết cỡ của micro. Cái cảm nhận đầu tiên chúng ta sẽ thấy nè, rất là êm, ấm, nhẹ. Đây, cả nhà thấy không? Rất là hút. Mức âm lượng hiện tại đang để là 60% ở trên volume và 70% ở trên ganh ti ha. Rồi, mình sẽ cho cả nhà thấy là ở đây chúng ta thấy có cái nút FX này. Thì nếu mà chúng ta bấm tắt cái nút FX này thì chúng ta sẽ chỉ alo như vậy mà nó không có hiệu ứng. Còn khi mà chúng ta bấm vào đây thì nó mới có hiệu ứng nha, nó mới có echo và repeat nha. Đó. Alo. Và chúng ta điều chỉnh repeat. Echo delay là nó có hai nút này. Nút delay và nút repeat thì chúng ta điều chỉnh bên này ha. Đó. Ok cả nha. Rồi. Này người yêu dấu ơi, em đã nghe gì trong tim sâu, biển xanh với nắng hồng. Ok, có một cái điểm hay nữa là mình phát hiện ra đó là nếu mà chúng ta có 4 người thay vì hát song ca, chúng ta có thể hát tứ ca nha. 4 người cùng hát một bài karaoke nó cũng sẽ rất là thú vị. Tại vì loa này có 2 micro, trên này chúng ta có 2 micro nữa. Tha hồ mà tận hưởng, tha hồ mà quẩy ha. Đặc biệt là cái này nó thêm một cái hay nữa là chúng ta có thể là phát thanh theo kiểu là ví dụ như là có 4 người đại biểu cùng phát biểu, thì chúng ta sẽ không cần phải đưa micro cho người này, đưa micro người kia. Mỗi người cầm một cái, tới lượt ai thì người đó nói. Và không biết là thông qua cái so sánh vừa rồi mà mình đã chia sẻ thì giới thiệu thì cả nhà cảm thấy với mức giá 1,5 triệu thì cái bộ mixer G4 này có đáng để chúng ta nâng cấp lên đối với các loa kéo hay không? Đặc biệt là đối với các loa kéo nhỏ thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều ha. Còn đối với các loa kéo như thế này thì nó tùy gu nè. Còn ví dụ như loa kéo là 8 triệu, 10 triệu thì thật sự là hiếm. Thường thì nó không cần tới cái bộ này. Bộ này chỉ dành cho những cái loa này giá rẻ khoảng 3 triệu, 2 triệu, 4 triệu. Nói chung là càng rẻ thì nó càng cần. Tại vì càng rẻ thì nó sẽ không thể nào mà phối âm cũng như là độ hút, và nó cũng không thể nào sở hữu cái bộ micro như thế này được cả nhà ha. Rồi, cả nhà đừng quên dành cho Tâm Việt những cái bình luận đánh giá cũng như là góp ý xem ai sẽ là người phân tích tuyệt vời nhất về sản phẩm này, cũng như là để cùng trao đổi tuyệt vời hơn. Khi mà mua sản phẩm tại Tâm Việt thì chúng ta sẽ có được những ưu đãi cực kỳ khác biệt so với ngoài thị trường. Đầu tiên đó là sản phẩm tại Tâm Việt sẽ luôn được bao thu cũ đổi mới trọn đời. Nghĩa là chúng ta mua về
đến bất kỳ một lúc nào đó chúng ta cảm thấy chán rồi thì cứ mang đến Tâm Việt sẽ bao thu lại và đổi sản phẩm mới cho chúng ta. Vấn đề số 2 đó là sản phẩm tại Tâm Việt sẽ luôn được kiểm tra kỹ càng về ngoại hình cũng như là chất lượng âm thanh nhằm hạn chế tối đa lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất trước khi đưa đến tay khách hàng. Vấn đề số 3, sản phẩm tại Tâm Việt sẽ luôn được bao đổi trong vòng 30 ngày. Tức là mua về được bao đổi trong vòng 30 ngày mà không quan tâm lý do là gì. Rồi, vấn đề thứ 4 là sản phẩm sẽ luôn được bảo hành, cam kết đúng với thời hạn, nhiệt tình kể cả trước và sau khi mua, và hết bảo hành rồi vẫn hỗ trợ sửa chữa cho chúng ta. Đặc biệt là những ai mua ở xa, chúng ta đừng lo ngại về vấn đề vận chuyển, tại vì Tâm Việt đóng gói rất là kỹ, với kinh nghiệm rất là lâu năm rồi ha, hơn 4 năm rồi. Cái thêm nữa là nếu mà có phát sinh bảo hành đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không nhất thiết phải gửi sản phẩm lên Tâm Việt, mà Tâm Việt sẽ gọi video call, gọi là hướng dẫn cũng như là phát hiện ra vấn đề, gửi linh kiện xuống và hướng dẫn cho chúng ta làm rất là dễ dàng. Còn một cam kết cuối cùng đó là sản phẩm tại Tâm Việt luôn luôn là hàng chính hãng, không chính hãng thì Tâm Việt sẽ nói ngay từ đầu nha. Nếu mà phát hiện nào quý khách nào phát hiện mà Tâm Việt nói xạo là đây là hàng giả hàng nhái mà nói là chính hãng thì sẽ được tặng thêm 20 triệu đồng tiền mặt luôn. Thể hồ mà đi chơi ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi audio hay, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật về những video tuyệt vời sắp tới. Bye bye, hẹn gặp lại. Truy cập bằng điện thoại, truy cập bằng máy tính, truy cập web chuyên gia, truy cập website đại diện uy tín.